năm Ất Tỵ 2025 đã cận kề. Vậy các con giáp ứng hạn tam tai năm 2025 tới đây cụ thể là gì và cách hóa giải có thể ra sao? Thưa thầy. Vâng, xét về vận hạn của đời người, tam tai được hiểu là tai họa 3 năm liên tiếp, tam là 3 và tai là tai họa. Vòng xoay tam tai là 12 năm của vòng thập nhị địa chi hay là 12 con giáp. Như vậy thì với mỗi một con giáp cứ 12 năm thì sẽ vướng 3 năm rơi vào tam tai. Và lại có câu là tam hợp hóa tam tai. Có điều này bởi là hạn tam tai được tính theo nhóm tuổi của tam hợp, và nói cách khác là 3 con giáp thuộc mỗi một bộ tam hợp sẽ có chung một hạn tam tai. Và nửa cuối năm 2024 đã đi qua và 3 con giáp thân Tý Thìn cũng đã khép lại chu kỳ năm cuối của 3 năm liên tiếp vướng tam tai. Vậy thì sang năm 2025 thì 3 con giáp nào sẽ phạm phải hạn này? Như tôi đã chia sẻ ở trên thì cách tính hạn tam tai được xét theo bộ tam hợp. Như vậy thì sang năm Ất Tỵ 2025 tới đây thì 3 con giáp Hợi, Mão, Mùi sẽ bước vào năm đầu tiên của hạn tam tai. Xét về mệnh lý học theo huyền học của Á Đông, vận hạn của một đời người thì trong đó có tam tai chủ về yếu tố thiên tai hay là thời gian. Ở trong phong thủy thì thời gian là yếu tố duy nhất mà con người cũng sẽ không thể đảo ngược được, mà ta chỉ có thể lựa chọn để mà nhằm đón lành tránh dữ thôi. Ở đây thì ta cần phải nhấn mạnh lại một điểm, đó là trạng thái tốt nhất của con người chính là trạng thái bình hòa về ngũ hành bản mệnh. Khi ngũ hành bình hòa thì con người sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những cái điều gì thái quá nữa. Hợi, Mão, Mùi là các con giáp vướng vào tam tai năm Ất Tỵ 2025. Về bản chất thì tam tai của Hợi, Mão, Mùi sẽ liên quan đến việc suy khí hành mộc, nên là dù là trường phái nào chăng nữa chúng ta cũng cần phải nhấn mạnh đến việc là bổ sung mộc khí và quân bình, cái mệnh cục của người chủ. Một trong các cách thức để mà củng cố quân bình mệnh cục là thông qua vận dụng thời gian tối ưu. Do đó là khi tiến hành đại sự thì ta nên chọn ngày giờ có khí mộc vượng. Ví dụ như là Mậu Thìn Kỷ Tỵ, Nhâm Ngọ Quý Mùi, Canh Dần Tân Mão, Mậu Tuất Kỷ Hợi hay là Nhâm Tý. Và trong một ngày thì mộc vượng nhất sẽ là vào khung giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ sáng và giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ sáng. Và mở rộng hơn thì khi mà xét về tiết khí thì các ngày thuộc mùa xuân thì mộc khí sẽ vượng nhất. Vậy thì cụ thể thời gian mà vượng mộc nhất ở trong năm sẽ là từ 3 giờ đến 7 giờ sáng của những ngày mùa xuân. Và ta có thể căn cứ vào các mốc thời gian để mà chúng ta sẽ cân nhắc tiến hành đại sự. Và để mà có thêm chi tiết, các bạn có thể căn cứ vào lịch âm dương Cát Tường Nội Nhật Ất Tỵ năm 2025 hay là hồ sơ trạch nhật từ phong thủy Phùng Gia. Vâng, yếu tố thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là củng cố trạch vận. Trạch vận hay là phong thủy nhà là yếu tố gắn liền và chi phối tới cát hung mệnh vận của mỗi con người. Điều này đúng cả về lý luận tam tài cũng như là phong thủy áp dụng. Và bước sang năm Ất Tỵ năm 2025, nhà hướng chính đông được xem là phương vị mộc khí vượng. Và đặc biệt ở đây cũng là phương vị cát lợi được sao số 9, có nghĩa là cát tinh cửu tử hỏa đấy, chiếu tới. Nên ngôi sao này thì chủ về danh tiếng, dễ đưa lại cho chủ nhân những sự may mắn sung túc. Và để tăng cường mộc khí tại phương vị này thì ta có thể đặt cây xanh phong thủy hay là an vị quả cầu đá hay là quả cầu đá thạch anh màu lục, màu đỏ hay là màu hồng. Và như vậy sẽ hình thành một cái cách cục là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Đây là một vòng tương sinh khép kín. Và chi tiết thì các bạn có thể nhắn tin cho đội ngũ trợ lý của tôi để mà được hỗ trợ nhé. Và tiếp theo là chúng ta sẽ củng cố trạch mệnh với dụng thần bát tự. Đây là ý thứ ba. Ngoài việc chúng ta vận dụng các yếu tố thiên là thời gian, địa là cục đất hay là nhà ở thì ta có thể củng cố trạch mệnh thông qua dụng thần bát tự. Theo đó thì ta có thể mang vật phẩm phong thủy chủ về mộc khí, màu lục như là Phật bản mệnh, linh phù tam tai hay là thiên di của Phùng Gia. Ngoài ra thì cũng có thể là bổ sung các cái vật phẩm chủ về mộc khí vượng, mang màu xanh lá cây như là rau cải, rau bina, măng tây, cần tây, rồi chanh cam, dứa, sữa chua, kim chi, lúa mì. Còn về thịt thì có thể là thịt gà hay là gan. Vâng, riêng với các vật phẩm chủ về hành kim thì chúng ta cũng nên tiết chế, chúng ta không nên sử dụng. Ví dụ như là những vật phẩm bằng kim loại chẳng hạn, hay là chúng ta dùng quá nhiều những đồ trang sức phụ kiện bằng kim loại. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ từ thầy Phương ạ.